Chiều nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phát động tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn, ủng hộ ngành chăn nuôi trước bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi phát động, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kêu gọi các ban ngành đoàn thể tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tiêu dùng sử dụng thịt lợn an toàn, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở chăn nuôi, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn, khẩn trương chỉ đạo thống kê số lượng lợn thương phẩm khỏe mạnh, an toàn cần tiêu thụ, ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ cho các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn, lập danh sách các cơ sở hộ giết mổ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng phục vụ giết mổ khi các đơn vị có nhu cầu. Sau lễ phát động, cán bộ công nhân viên chức người lao động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tích cực hưởng ứng mua với số lượng gần 400 kg thịt lợn. Toàn bộ số thịt lợn được tiêu thụ trong buổi phát động đã được cơ quan chức năng kiểm tra, đóng dấu kiểm định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.